Có những giây phút mà tất cả mọi điều trong quá khứ như cùng lúc quay trở lại, cho dù lòng ta có muốn hay không. Tất cả những gì tưởng đã chìm lấp trong lớp bụi thời gian, giờ bỗng hiển hiện về, rõ ràng từng chi tiết như vừa mới nhìn thấy hôm qua. Nhưng đồng thời, những kỷ niệm đó không hiểu sao lại cũng có vẻ thật xa xăm, lạ lùng, như thể chúng chưa từng có. Chắc bởi vì hiện tại đã khác xưa quá nhiều. Dần, hiện tại và quá khứ đã không thể nối liền được nữa. Chúng đành đứt đoạn với nhau như cánh tay đã đứt lìa ra khỏi thân thể trong một tai nạn thảm khốc. Vậy mà, trong lòng tôi, những ngày đã qua vẫn còn ám ảnh. Hồi đó, tôi thật là hạnh phúc. Tuổi con gái mới lớn, hồn nhiên như cỏ dại hai bên đường, trong sáng như sương buổi sớm. Rồi mối tình đầu còn thơm mùi ổi chín hái trong vườn nhà người ta, còn ăn gian nhau khi chơi trò khúc bắc. Lúc đó, Trung còn chưa đủ lớn để gọi là một người đàn ông, còn tôi vẫn ưa làm bộ giận hờn để lén cười khi người ta phải dỗ dành lo lắng. Mối tình đầu thật dễ thương, say sưa như ly rượu đầy tràn. Hai đứa chơi trò vợ chồng từ hồi nhỏ xíu. Lớn lên, ba má hai bên cũng đã định liệu mọi bề. Chụp hình. Ai không biết ông chụp hình? Nhưng sao tự nhiên chụp tôi? Tôi đâu có ý định chụp cô. Tình cờ đi ngang, thấy dáng cô ngồi bên bờ sông đẹp quá, nên... Vô duyên quá đi. Trả hình đây. Phim còn đang nằm trong máy, làm sao có hình để trả cho cô? Hay là cô cho tôi xin địa chỉ, khi nào rửa hình xong tôi sẽ đem đến tận nhà để trả. Còn khuya. Vậy thì cô cứ giữ địa chỉ của tôi đi. Khi nào muốn đòi hình cứ tới. Nhà tôi ở thành phố nhưng rất dễ kiếm. Hy vọng sẽ gặp lại. Tôi thích cô lắm đó. Út ơi, anh đậu rồi. Vậy anh đậu hả? Rồi anh đậu hạng cao đó. Trời ơi, sao anh giỏi quá vậy? Anh sẽ được lên thành phố học. Lên thành phố học? Ừ. Nhớ viết thư điều cho anh nghe. Ừ. Mỗi lần lên thành phố bỏ hàng phải ghé thăm anh nghe chưa. Ừ. Sao Út không nói gì hết vậy?
qua tới giờ nó quách trời còn gì nữa. Nhưng anh thích nghe Út nói. Nói gì bây giờ? Anh điên vậy, Út nhớ anh không? Con cầu hỏi hoài, không nhớ đó. Anh học xong, tụi mình đám cưới nghe. Chứ còn gì nữa. Tụi mình quen nhau coi 4 năm rồi đó. Bây giờ phải đợi thêm 4 năm nữa. Trời, lâu quá. Lâu gì? Tụi mình sẽ gặp nhau hoài chứ bộ. Anh nè. Anh. Sao Út? Hôm anh báo tin thi đậu á, nhớ không? Lúc Út đang ngồi đợi, tự nhiên con cha nào tới chụp hình Út. Trời ơi, sao Út cho người ta chụp? Út có cho đâu, chả đứng sau lưng chụp lén chứ bộ. Máy ảnh của anh chả có cái ống kính dài lắm. Trời, còn khen ống kính người ta dài nữa. Cha nào vậy? Ai biết. Chả còn hỏi xin địa chỉ của Út nữa đó. Đừng có cho. Sao Út khờ vậy? Trời ơi, xe tới rồi kìa. Xuống ngân hàng nè. Đưa anh. Lẹ lên. Lẹ lên. Khoan. Lẹ lên gì, gì ơi? Nữa? Trời ơi, lẹ lên giùm đi. Phạt bây giờ. Tiền nè, anh cầm lên trển là sai. Cầm đi Út còn mà. Nhớ nghe, không được cho ai địa chỉ hết. Út nhớ rồi. Lần đầu tiên trong đời Trung đi xa tôi lâu như vậy. Mỗi khi nghĩ rằng anh đang ở thành phố một mình, tôi thoáng lo sợ. Không biết anh học hành ăn ở ra sao, ai sẽ chăm sóc lo lắng cho anh. Tôi nhớ Trung nhiều lắm. Trong nhà ngoài ngõ, chỗ nào cũng gợi nhớ đến anh, đến bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa. Để nguôi bớt nỗi nhớ, tôi lao vào làm việc thật nhiều, cũng là để dành dụm cho tương lai. Tôi sung sướng nghĩ đến lúc anh học hành thành tài, có danh có phận với đời, và chúng tôi sẽ thật là hạnh phúc. Thời gian đó, tôi cũng hay nằm mơ, thấy ngày chúng tôi làm đám cưới, ai cũng khen ngợi vì chú rể vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Con trai trong vùng không ai được bằng anh. Mọi người cũng khen tôi, nói rằng cô dâu cũng thật dịu hiền, thùy mị. Cảm ơn giấc mơ tuyệt diệu đã nuôi dưỡng niềm hy vọng của tôi lúc bấy giờ. Anh Trung, mình đi đâu uống nước đi. Không được, mình về ôn bài, chiều nay còn phải học thêm. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Út mới
cho anh nè. Út cất đi, đưa ngay đây kỳ lắm. Anh hay tới đây lắm à? Thường là buổi trưa tới ăn cơm. Trời đất, sao dữ vậy? Thì cũng thường thôi, cơm văn phòng mà. Hôm nay Út có lấy được tiền hàng không? Em vừa mới lấy xong. Có gì không anh? Anh đang cần một ít để đặt cọc tiền thuê nhà. Anh muốn ra ngoài ở. Ở trong ký túc xá chật chội ồn ào, học không có được. Tùy anh, tính sao cho thuận lợi. Chuyện học hành là trên hết. Anh cần bao nhiêu? 500. À, em có đủ. Anh Trung nè, nhà anh thuê được đó. Anh thuê là vì em á, làm chỗ dạy kèm cho em. Trời đất, tốt vậy sao? Còn gì nữa, ở ký túc xá làm sao em đến được. Em thưởng cho anh nè. Thôi mình bắt đầu. Em mang sách ra đi. Tới đây tự nhiên em không muốn học nữa. Anh không hiểu à. Em yêu anh. Bắt anh dạy kèm chỉ là cái cớ thôi. Nó học bao lâu nữa mới xong? Còn lâu lắm thôi. Anh mới lên thành phố có mấy tháng à. Rồi hai đứa tụi con tính tới khi nào? Thì cũng phải đợi anh học xong chứ má. Cần gì phải đợi? Xong gì không xong, tụi bay cứ làm đám cưới đi. Cậu ba cho ít đằng dịch để làm vốn. Cậu ba cho tụi con như vậy thì còn gì nữa đâu để cậu ba cưới vợ. Trời ơi trời, con nhỏ này chị thấy không? Nó là cháu tụi mình dám chọc quê tôi kìa. Phải rồi, cậu ba mày ế vợ vậy mà vui. Sáng lùa dịch đi, chiều lùa dịch về, vậy mà thanh thản. Rảnh rỗi ngắm nghía mấy thứ này, vậy mà thấy hạnh phúc. Ủa, hạnh phúc của cậu ba sao mà đơn giản quá vậy? Ủa, không đơn giản thì làm gì bây giờ? Sáng dịch, chiều dịch, tối trước dịch, thì phức tạp với ai? Thôi, nghe mấy cậu cháu lý sự với nhau, nghe mệt quá à. Hồi sáng có ai gửi gì cho nó đó, cậu có đưa chưa? Ý chết, tao quên. Nè. Con cảm ơn cậu. Ừ. Rồi hôm nào con lại mang hàng tới thành phố? Dạ ngày mai má. Nhẹ nhẹ tay giùm đi anh. Yên tâm. Tôi gửi mấy anh. Rồi. Nè.
kiếm ai vậy? Ê, kiếm ai vậy? Ngõ khùng.
Trong chuyện Trung phản bội tôi, người đau đớn nhất không phải là tôi mà là má. Sau khi chứng kiến đám cưới của Trung thì má đã ngã bệnh. Tội nghiệp má. Má nuôi tôi, chăm sóc lo lắng cho tôi từng chút. Hồi còn đi lẩm đẩm, mỗi lần tôi bị té trầy da là má đã xót xa. Vậy mà đến lúc cả cuộc đời của tôi bị người ta vùi dập thì má lại bất lực, chỉ còn biết khóc mà thôi. Tôi nén chặt nỗi đau trong lòng, gắng hết sức an ủi má. Tôi ráng làm cho má vui, ráng làm cho má nghĩ là tôi sẽ có đủ sức lực để vượt qua tất cả. Nhưng khi còn lại một mình, nỗi đau dò xé trái tim tôi khi đó hãy còn thơ dại. Tôi cảm thấy không thể chịu nổi. Và chính vào lúc tôi đang hoang mang tột độ thì người ấy xuất hiện và ngỏ lời cầu hôn. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được chính xác lúc đó tôi đã nghĩ gì, hay là quá nhiều suy nghĩ đã làm tôi u mê. Trong một phút nông nổi và ngu dại, một phần muốn trả thù Trung, tôi đã nhận lời, bất chấp những lời can ngăn của má. Bởi hơn ai hết, má biết tôi không hề yêu anh ta, và linh cảm của người mẹ cũng báo cho má biết điều không may trước mắt. Vậy là tôi đã trở thành một người vợ. Chồng tôi là người có học, anh thích sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi đã thay đổi cuộc đời, lạc vào một chỗ cao sang mà không biết tôi có xứng đáng với nó hay không. À, đây rồi, chị đợi tôi lại bấm chuông. Sao lâu quá vậy? Đợi một chút mà. Ôi, má, cô ba. Dạ, mày. Cho nhà đẹp quá. Chắc có mời cậu ngồi. Má tới đây nè má. Út. Con nè. Ra vô xong đóng cửa. Út à, anh sắp sửa có khách ở đây rồi. Em mời má và cậu ba đi đâu chơi đi. Mình về đi cậu. Cậu với má về nghe con. Cậu ba đừng giận con. Không sao đâu con. Vô đi, để nó giận à. Thôi mình đi cậu. Bao nhiêu cay đắng, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng. Vì cũng như bao nhiêu người con gái quê mùa ít học khác, tôi nghĩ lấy chồng thì phải theo chồng. Nhưng trong nỗi tuyệt vọng của riêng mình, không biết ma lực nào lại đưa đẩy bước chân tôi quay về chốn cũ. Quán cà phê, nơi trước đây Trung và tôi thường hay ngồi, cũng không hiểu để làm gì. Nhưng tôi đã không cưỡng lại được ý muốn mãnh liệt kỳ lạ đó, như tìm lại trong giây lát
kỷ niệm của ngày xưa. Em đi đâu vậy? Vô tình đi ngang qua, không ngờ lại gặp em ở đây. Xin lỗi, em có việc bận. Anh có chuyện muốn nói với em. Mình chẳng còn gì để nói nữa. Ngồi với anh vài phút thôi. Anh gian em à? Hay quá. Anh nói anh đi công chuyện là để tới đây đó. Xin chào Út phải không? Tôi nghe anh Trung nói nhiều về chị. Dạ. Anh à, cô gái này cũng đã có chồng rồi phải không anh? Cho đi. Đồ khốn nạn. Tôi nuôi cô ăn sung mặc sướng, để rồi bây giờ cô rửng mở cô làm nhục tôi à? Em đã nói với anh rồi, em không có, quan chứ em. Tôi mà còn nghe một chuyện gì về cô nữa thì... Tôi lại tiếp tục chịu đựng mọi sự hà khắc, mặc dù mình không hề có lỗi. Nhưng một lần nữa, người phải chịu cay đắng nhiều nhất không phải là tôi. Chỉ có điều lần này, trái tim già nua của má đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Xin lỗi, cô tìm ai? Bà là mẹ của Út. Dạ phải. Có chuyện gì không cô? Tôi thấy bà là người làm ăn lương thiện, gia đình có vẻ tử tế, vậy mà không biết cách dạy dỗ con cái. Cô nói gì vậy? Cô là ai? Cô Út nó đã làm gì vậy? Con gái bà có phước lắm đó. Nghèo về mà có được tấm chồng giàu. Vậy mà còn không biết điều. Lừa dối chồng, đi tằng tiểu với người khác. Không, con Út nhà này không thể lọc lưới như vậy. Đừng bịa chuyện. Tôi không bịa. Chính tôi là nạn nhân nè. Người đàn ông mà con Út nhà bà quyến rũ là chồng của tôi. Bà cũng là phụ nữ, chắc bà hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Tôi biết trước đây cô Út và chồng tôi quen nhau, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi không cho phép con bà được làm như vậy. Không bao giờ tôi cho phép. Bà nhắn vô cô Út nhà bà, nếu còn lén lút gặp gỡ chồng tôi thì đừng có trách. Đúng rồi, con nhỏ này là vợ của thằng Trung. Hôm đám cưới tôi nhìn kỹ lắm. À, chị sao vậy chị hai? Chị hai, chị hai, chị hai. Mắt
Út à, nhà đâu có rảnh đâu mà Sam cứ tiếp khách hoài vậy. Tôi không phải là khách, mà tôi là cậu của nó. Tôi không nói chuyện với ông. Cái gì cậu? Sao lâu quá không thấy con Út nó về. Vừa rồi cậu lên thăm nó, cậu thấy làm sao? Tôi thấy nó hạnh phúc lắm chị. Vậy à? Tôi đã đau khổ quá nhiều, nhưng hình như cũng đến tận cùng nỗi đau khổ đó, tôi mới hiểu ra được nhiều điều. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn tự hỏi, má đã mất đi do hoàn cảnh đẩy đưa hay là do lỗi nơi tôi? Nhưng bất luận ra sao đi nữa, má cũng tha thứ cho tôi, bởi má sống vì tôi mà chết cũng vì tôi. Tôi nhớ có lần tôi đã bật cười khi cậu tôi nói về thứ hạnh phúc đơn giản của cậu. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, đó là hạnh phúc quý giá nhất. Phải, cuộc đời sẽ thật bình yên với những người tốt bụng, chân thành như cậu. Cũng như má vẫn mãi ở bên tôi. Má ơi, má đừng buồn nữa nghe má. Tình thương của má sẽ dìu con đi hết cuộc đời này.